Edwin van der Sar chốt chặn uy tín một thời của Man United. Trong cuốn tự truyện của Sir Alex Ferguson, ông đã dành hẳn chương 7 có tên Những ngày tháng khó khăn để nói về những thăng trầm, sự xáo trộn lực lượng mà MU đã phải đối mặt trong giai đoạn chuyển giao. Một trong những cái tên được nhắc đến đầu tiên là những trang này từ đến từ vị trí thủ môn, đó là Edwin van der Sar. Mối lương duyên nở muộn với khung gỗ. Năm 1999, sau cú ăn ba lịch sử cùng Quỷ Đỏ thành Manchester, thủ thành huyền thoại Peter Schmeichel đã quyết định rời Man United để đến Sporting Lisbon. Khi đó, Peter ra đi với tư cách là một huyền thoại của câu lạc bộ, cũng như là một trong những thủ môn xuất sắc nhất ngoại hạng Anh với 5 chức vô địch trong 8 năm khoác áo Quỷ Đỏ. Sau sự ra đi có phần bất ngờ và vội vã của Smeichel, MU cuống cuồng đi tìm một cái tên để thay thế, nhưng rồi vẫn chậm chân trong việc chiêu mộ thủ thành đến từ Hà Lan, Edwin van der Sar. Khi đó, van der Sar đang là thủ môn số 1 của đội tuyển Hà Lan và đã quyết định chuyển tới thành Turin để gia nhập Juventus, qua đó trở thành thủ môn người nước ngoài đầu tiên khoác áo bà đơm già thành Turin. Thời gian này, tại nơi đỏ thành Manchester, sự ra đi của thủ thành Đan Mạch Peter Schmeichel đã tạo ra một thách thức lớn với Sir Alex Ferguson trong việc tìm kiếm một sự thay thế xứng đáng cho vị trí người gác đền. Thực tế cho thấy, mặc dù Man United giành 3 chức vô địch ngoại hạng Anh cùng một cúp FA Cup trong 6 năm tiếp theo, nhưng trong khoảng thời gian đó, không có một thủ môn nào có thể mang lại sự an tâm cho người hâm mộ Quỷ Đỏ như cách mà Peter Schmeichel đã từng làm. Còn lại với van der Sar, sau 2 năm với 71 trận bắt chính cho Juventus, thủ thành người Hà Lan vẫn không thể làm hài lòng những người Italia vốn kỳ vọng lớn vào đội bóng con cưng của mình. Bằng chứng là vào mùa hè năm 2001, Juventus đã mang về một bản hợp đồng kỷ lục dành cho thủ môn khi chi ra 32,6 triệu bảng Anh để có được chữ ký của Gianluigi Buffon, một thủ môn người Italia. Và đương nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc van der Sar phải ra đi. Ở thời điểm này, đã có những nghi ngờ hướng về năng lực của van der Sar. 2 năm không thành công mấy tại thành Turin đã khiến người ta quên mất những thành tích đáng nể của van der Sar tại quê hương Hà Lan. Edwin van der Sar sinh ngày 29 tháng 10 năm 1970 tại Vorhout, một thị trấn nhỏ nằm ở phía tây Hà Lan. Edwin bén duyên với trái bóng trong vai trò của một cầu thủ tấn công và cũng tỏ ra là một chân sút khá nhạy bén ở câu lạc bộ quê nhà. Tình cờ trong một buổi tập, các thủ môn chính của đội đồng loạt chấn thương. Thế rồi van der Sar với chiều cao lý tưởng 1m97 đã được lựa chọn để làm thủ môn bất đắc dĩ. Buổi tập hôm đó đã trở thành định mệnh với Edwin bởi kể từ đó anh chính thức đổi vị trí từ một cầu thủ tấn công trở thành một người gác đền. Đến năm 20 tuổi, van der Sar mới được bông tulip thép Louis van Gaal để mắt đến và trao cơ hội gia nhập Ajax Amsterdam. Những nỗ lực tập luyện và thi đấu ở đội dự bị đã giúp Edwin được trao nhiều cơ hội ra sân hơn ở đội 1 Ajax từ mùa giải 1992-1993 và chính thức chiếm vị trí số 1 trong khung gỗ ở mùa giải sau đó. Bắt đầu từ mùa giải 1993-1994, van der Sar đã cùng Ajax vô địch quốc nội 3 mùa liên tiếp, đồng thời cũng là chủ nhân của danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất Hà Lan trong 3 năm liền. Đỉnh cao của van der Sar là Ajax giành chức vô địch UEFA Champions League mùa giải 1994-1995, mùa bóng mà van der Sar ẵm luôn cho riêng mình danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất châu Âu. Những năm tháng ở Ajax đã tạo nên những thương hiệu, một van der Sar luôn xuất sắc ở những kỹ năng cơ bản của một thủ môn cổ điển, chọn vị trí chuẩn xác, phán đoán tốt trên những quả tạt, hiếm khi biểu diễn khoa trương và luôn đề cao sự chắc chắn. Món hời lịch sử của Man United bỏ lại những ngày tháng đáng quên ở nước Ý. Van der Sar chuyển đến Fulham với mức hậu đãi hấp dẫn cùng lời hứa hẹn sẽ biến đội bóng này trở thành Manchester United ở miền Nam nước Anh của chủ tịch Mohamed Al-Fayed. 6 năm ở đội bóng thành London, thủ thành người Hà Lan bắt chính cho Fulham tổng cộng 127 trận và luôn là lựa chọn số 1 trong khung gỗ. Màn trình diễn của Edwin van der Sar tại Craven Cottage một lần nữa thu sự chú ý của Man United cũng như Sir Alex Ferguson. Mùa hè năm 2005, sau một mùa giải bết bát, Van Nistelrooy, đồng đội của Edwin van der Sar của đội tuyển Hà Lan, khi đã có một cuộc gặp với ngài Alex và đưa ra đề xuất việc chiêu mộ thủ môn mới. Tại sao chúng ta không mua van der Sar nhỉ? Van Gaal nói với Alex. Sau đó, Sir Alex Ferguson đã trả lời đề xuất của người tiền đạo người Hà Lan bằng một bản hợp đồng trị giá 2 triệu bảng dành cho Edwin van der Sar, người khi đó đã 35 tuổi. Điều này khiến Sir Alex nhận phải những chỉ trích dữ dội khi mang về một thủ môn chỉ còn 5 năm nữa là sang tuổi tứ tuần, độ tuổi mà hầu hết các đồng nghiệp ở vị trí đã bắt đầu sa sút tính đến chuyện nghỉ hưu. Fulham nhận được lời đề nghị này cũng đã vội vàng gật đầu khi tưởng mình đã vớ được một món hời. Xong, mãi đến sau này, tất cả mới nhận ra rằng món hời lịch sử năm 2005 hóa ra lại thuộc về Manchester United chứ không phải đội chủ sân Craven Cottage. Tôi đã nghĩ, cuối cùng tôi đã tìm được lý do cho việc đến London, đó là bước đệm để chuyển sang thang tiếp theo. Alex Ferguson nói với tôi rằng ông ấy cần một người có khả năng dẫn dắt và chỉ đạo hàng phòng ngự. Ông ấy cũng bày tỏ sự tự tin đối với khả năng chịu áp lực của tôi, van der Sar kể lại. Ngày 10 tháng 6 năm 2005, van der Sar và Quỷ Đỏ thành Manchester chính thức tìm thấy nhau sau nhiều năm lạc lối. Thương vụ lịch sử này đã khiến Man United có được một món hời ngoài sức tưởng tượng, đưa Quỷ Đỏ vào một giai đoạn rực rỡ từ năm 2005 đến năm 2011.
trong 6 năm ở Man United, Van der Sar đã đóng góp công sức cho đội bóng này ở 4 lần đăng quang Premier League, 2 lần vô địch cúp liên đoàn, 3 lần giành siêu cúp nước Anh và có tới 2 lần lên đỉnh vinh quang châu Âu ở UEFA Champions League mùa giải 2007-2008. Đêm mưa tại Luniski năm 2008 chắc chắn là một trong những ký ức đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Edwin, bởi chính anh là người cản phá thành công cú penalty của Chelsea, qua đó mang về chiếc cúp tai voi thứ 2 trong lịch sử của Manchester United. Sự gắn bó và thành công của thủ môn này và đội bóng áo đỏ có thể nói là cái đích của một mối lương duyên. Đến muộn không bằng đến đúng lúc, có duyên với nhau, ắt sẽ gặp nhau dù xa nhau nghìn trùng. Cuộc đời là những thăng trầm. Ở Old Trafford, Van der Sar cùng Rio Ferdinand và Nemanja Vidic tạo ra một bộ ba phòng ngự khủng khiếp bậc nhất trong lịch sử Premier League. Từ kỷ lục giữ sạch lưới ngoại hạng Anh của Peter Cech, rồi kỷ lục giữ sạch lưới toàn Anh đến kỷ lục thế giới, tất cả đều bị bộ ba Edwin, Rio, Nemanja đạp đổ một cách ngoạn mục với thành tích 1.133 phút giữ sạch lưới. Đây là thành tích ảnh hưởng rất lớn đến việc lên ngôi vô địch lần thứ 11 của Man United. Tuy nhiên, những năm sau đó, bộ ba này đã không còn sát cánh bình thường với nhau như cách trước đó bởi vì các chấn thương cứ thay nhau đến, đặc biệt là với hai trung vệ kỳ cựu của kỳ đỏ. Lúc này, Chris Smalling, Johnny Evans hay Phil Jones là những cái tên được lựa chọn để thay thế những người đàn anh mỗi khi họ chấn thương. Van der Sar đã chứng kiến nhiều sự thay đổi hàng phòng ngự, cậu ấy phải làm quen với việc thi đấu cùng các trung vệ khác nhau và các hậu vệ biên mới. Trong những tình huống như vậy, Van der Sar đã cho thấy được tài năng của mình khi luôn tổ chức hàng phòng ngự rất tốt. Cựu thuyền trưởng của Man United viết tương tự trong tự truyện của mình. Với Sir Alex, Smeisen trước đây thường có những pha cứu thua xuất thần, còn ở Van der Sar thì lại toát lên vẻ điềm đạm, bình tĩnh, khả năng xử lý bóng và đầu óc tổ chức tốt. Edwin đã thể hiện được giá trị của mình khi luôn biết cách tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh. Nhưng cuối cùng, ở trận chung kết Champions League mùa giải 2008-2009, hàng phòng ngự vững chãi của những anh cả Edwin der Sar phía sau đã sụp đổ trước Barcelona, đang quá thăng hoa cùng Tiki-Taka gần như là không có lời hóa giải. Hai năm sau, trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của Edwin diễn ra vào ngày 28 tháng 5 năm 2011, nơi mà đại diện nước Anh gặp gã khổng lồ xứ Catalan Barcelona tại chung kết Champions League. Mối tình đẹp như mộng giữa Edwin và MU đi đến đoạn kết bằng những nốt trầm đầy lặng lẽ khi Man United thất bại 1-3 ngay trước đại diện đến từ Tây Ban Nha. Đoạn kết tuy có nét trầm buồn nhưng cũng đủ để tô rõ về sự nghiệp lẫy lừng, song chế đận đầy biến cố mà Edwin van der Sar phải vượt qua. Một con người mạnh mẽ, rắn giỏi và luôn điềm tĩnh trước mọi khó khăn. Đến nay, sau nhiều năm giải nghệ, Van der Sar đang đi con đường khác so với các đồng nghiệp khi đóng vai trò là giám đốc điều hành của câu lạc bộ chuyên nghiệp đầu tiên mà mình thi đấu, Ajax Amsterdam.